Trong clip này, mình sẽ chia sẻ với bạn 5 hiểu nhầm phổ biến nhất nhưng cũng tai hại nhất về vấn đề bản quyền khi chúng ta làm YouTube. Chúng ta sẽ xem xét trường hợp của kênh Bội Ngọc Piano mới bị ba gậy bản quyền và bay kênh. Nói theo cái ngôn ngữ giang hồ của chúng ta là bị bay màu. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng cái hiểu nhầm một và chúng ta đối chiếu với trường hợp của kênh Bội Ngọc Piano để có cái nhìn xác thực hơn. Đừng quên tham gia cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo ở trên Facebook. Đây là nơi trút bầu tâm sự của YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Bội Ngọc Piano là một kênh đã làm được 9 năm, cũng khá lớn, được 65.000 sub. Thì cách đây mấy hôm nhận được ba gậy bản quyền. Những cái gậy này liên quan đến ba cái video trên một cái kênh nhỏ mà bạn đã làm, mà kênh đấy còn bỏ xó không bật kiếm tiền từ 5 năm về trước. Đồng thời tất cả các cái kênh liên quan, trong đó có cái kênh lớn nhất là 65.000 sub Bội Ngọc Piano cũng bị tắt luôn. Điều đáng nói là những cái video này không phải là Bội Ngọc re-up lại hoàn toàn tác phẩm gốc, mà chỉ là những cái video mà bạn dùng để giảng dạy, hướng dẫn các bạn trẻ khác chơi những cái bài hát này. Tuy nhiên khi liên hệ với bên chủ sở hữu bản quyền, tức là Hồng Ân Entertainment ấy, thì người ta rất là cứng rắn. Người ta yêu cầu phải chi ra tổng cộng là 29 triệu đồng thì mới rút lại ba gậy này và các ba cái kênh của Bội Ngọc mới được khôi phục. Trên thế giới của YouTube Việt Nam ấy, thì hiểu nhầm phổ biến lớn thứ nhất là các bạn thường xuyên nhầm lẫn giữa dính bản quyền và ăn gậy bản quyền. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trên cái bảng ở trên màn hình này, các bạn có thể thấy những đặc điểm phân biệt giữa hai khái niệm này. Dính bản quyền sử dụng công nghệ, sử dụng cái phần mềm mà YouTube gọi là Content ID. Nó có thể quản lý trên một phạm vi rất là rộng lớn trên toàn bộ nền tảng YouTube và nó cực kỳ nhạy. Người ta đồn đại rằng là thậm chí bạn đang đi quay vlog ngoài đường mà nếu mà có nhạc của nhà ai ở bên đường, người ta bật thôi là dính vào cái camera của bạn, cái video của bạn thì cũng Content ID cũng bắt được. Còn trong trường hợp gậy bản quyền ấy, thì người ta phải làm thủ công từng yêu cầu một, từng video một. Đối với sự việc của Bảo Ngọc Piano ấy, thì ở đây không phải là dính bản quyền bình thường mà đây là ăn gậy bản quyền, vi phạm bản quyền và bắt buộc phải gỡ bỏ, bắt buộc phải khóa kênh và tất cả các kênh liên quan cũng bị ảnh hưởng. Hiểu nhầm lớn thứ hai trong thế giới YouTube của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng là cứ lấy sở hữu trí tuệ của người khác, cứ lấy tài sản của người khác là vi phạm. Chính vì có cái hiểu nhầm này cho nên là trong rất nhiều trường hợp chúng ta không dám làm một cái gì cả, không dám lấy những cái có những cái yếu tố nhạc rồi hình ảnh rồi video rất là hay ho đưa vào để làm tăng thêm độ sinh động cho video của mình mà các bạn cũng không dám lấy. Đó là một cái sự thiệt thòi rất là đáng tiếc. Trên thực tế nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách cẩn thận thì chúng ta sẽ thấy là không có một cái sáng tạo nào trên đời mà nó hoàn toàn đứng độc lập cả, luôn luôn nó phải dựa vào những sự sáng tạo của những người đi trước. Ví dụ như một bài hát thì bạn cần phải viết lên từ những nốt nhạc, ai đã sáng tạo ra những nốt nhạc đấy. Một bức tranh bạn vẽ ra, bạn cần phải sử dụng màu, bạn phải sử dụng bút, thì ai đã tạo ra cái bút, ai đã tạo ra màu cho bạn, đúng không? Chính vì vậy mà trong luật sở hữu trí tuệ, luật bản quyền của tất cả các nước đều luôn luôn có một phần gọi là sử dụng hợp lý. Khi bạn lấy tác phẩm của người đi trước nhưng nếu bạn sử dụng hợp lý thì sẽ được bảo vệ. Có bốn yếu tố thường được đem ra xem xét để gọi là sử dụng hợp lý. Yếu tố thứ nhất là mục đích sử dụng của tác phẩm là gì? Các cái mục đích thông thường mà được bảo vệ là mục đích về giảng dạy này, hay là mục đích để bình phẩm, bình luận, chế giễu về tác phẩm gốc. Trong những cái trường hợp này ấy, thì người ta thường xem xét khi mà tác phẩm của bạn có yếu tố gọi là chuyển thể, chẳng hạn như bạn chuyển từ thơ thành nhạc,
bạn chuyển từ truyện thành video, thì trong những trường hợp đó bạn thường được xem là sử dụng hợp lý. Yếu tố thứ hai là yếu tố tính chất của cái tác phẩm gốc. Nếu cái tác phẩm gốc mà là những cái tác phẩm thực tế, chẳng hạn như những cái báo cáo, những cái nghiên cứu thị trường chẳng hạn, hoặc là một bài báo, thì khi trích dẫn bạn thường được bảo vệ hơn. Còn nếu đó là một tác phẩm tưởng tượng, một tác phẩm trừu tượng như nhạc, thơ, vân vân, thì rất là khó để bảo vệ cho bạn, cho rằng bạn là sử dụng hợp lý. Yếu tố thứ ba thường được xem xét là yếu tố về hàm lượng sử dụng, tức là về thời lượng, về cái độ lớn trên khung hình mà bạn sử dụng. Bạn chỉ sử dụng đến một mức độ cần thiết nhất để bình luận, để phân tích về tác phẩm đó thôi, thì được xem là sử dụng hợp lý. Còn nếu mà dùng hơn thì sẽ không được. Cái yếu tố thứ tư là mức độ ảnh hưởng của tác phẩm của bạn đối với tác phẩm gốc, đặc biệt là khi mà nó ảnh hưởng xấu. Chẳng hạn như người ta ra một bài hát, bạn làm một cái video reaction mà không có bình luận, không có nói gì nhiều cả, chiếu cái video đó từ đầu đến cuối, thì người ta sẽ cho rằng là khán giả có thể xem video của bạn mà không cần phải quay lại xem cái MV gốc kia nữa, tức là gây ảnh hưởng đến cái MV gốc. Thì trong trường hợp đó không gọi là sử dụng hợp lý. Trong trường hợp của Bội Ngọc ấy, theo những cái gì bạn viết ấy, thì tại vì chúng ta không còn cái video gốc nữa cho nên chúng ta không nhận định được, nhưng mà theo những gì mà Bội Ngọc viết thì là đây, những cái tác phẩm này là những bài hát mà Bội Ngọc đã sử dụng để đưa vào làm ví dụ trong cái video giảng dạy hướng dẫn của Bội Ngọc. Thì như vậy trong trường hợp này có thể được xem là sử dụng hợp lý. Các bạn phải lưu ý cái chữ có thể này, tại vì sao? Chúng ta sẽ xem ở trong cái phần tiếp theo. Hiểu nhầm lớn thứ ba mà YouTuber thường xuyên gặp phải là các bạn thường nghĩ rằng là tôi sử dụng hợp lý, tức là không vi phạm bản quyền. Các bạn lấy video của người ta về cắt ghép chỉnh sửa lại, hoặc là các bạn reaction thêm cái bình luận của mình vào, thì như vậy là đương nhiên các bạn được bảo vệ, không cần phải xin phép, không cần phải mua giấy phép của chủ sở hữu bản quyền. Nhưng mà thực ra như mình phân tích ở trên ấy, thì sử dụng hợp lý chỉ được pháp luật bảo vệ ở trong những cái phạm vi cực kỳ hẹp, và cái ranh giới giữa việc sử dụng hợp lý và vi phạm bản quyền nó cực kỳ mong manh. Bên chủ sở hữu bản quyền thường có thể đưa ra những cái lập luận mà để bảo vệ cho người ta rất là dễ dàng. Chẳng hạn như đối với trường hợp của Bội Ngọc, ở đây bạn đã đưa ra cái lập luận là theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, trường hợp được sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không trả tiền nhuận bút, không phải trả thù lao, là trong đây có điều D này: trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại. Trong trường hợp này, công ty Hồng Ân Entertainment đã lập tức phản bác là cái này chỉ đúng trong trường hợp là giảng dạy ở trong nhà trường, còn bạn giảng dạy ở trên YouTube, bạn chia sẻ ở trên Internet, đấy không phải là giảng dạy ở trong nhà trường. Chính vì vậy mà các bạn lưu ý, khi sử dụng cái sở hữu trí tuệ của người khác, sử dụng tài sản của người khác, thì mình phải có những cái kỹ thuật để làm sao để cho chủ sở hữu bản quyền, làm sao cho YouTube, làm sao cho tòa án thấy được rằng đúng là mình sử dụng hợp lý. Mình đã làm một cái video, các bạn có thể xem ở đây, nói về những cái kỹ thuật cụ thể, về những cái kỹ thuật đó. Chẳng hạn như thứ nhất là khi mình reaction một cái video chẳng hạn, thì mình thêm thật nhiều bình luận của mình vào, càng nhiều càng tốt. Các bạn chơi game chẳng hạn, thông thường hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều bạn chơi game chơi rất hay, rất giỏi, nhưng mà không bật kiếm tiền được, tại vì bạn bị dính lỗi nội dung sử dụng lại, bạn phải thêm cái bình luận của mình vào càng nhiều càng tốt. Hoặc một cái kỹ thuật thứ hai là bạn thu nhỏ cái hình của người ta lại. Khi reaction một cái video thì bạn chỉ để khoảng 1/4 khung hình thôi, thì tức là cái hàm lượng mình sử dụng nó chỉ vừa đủ. Khi khi bạn chiếu một MV chẳng hạn, thì bạn bấm play xong bấm tạm dừng, rồi thêm bình luận của mình vào, xong rồi play tạm dừng, tức là tạm dừng liên tục, không chiếu cái video clip của người ta liên tục.
thì bạn dễ được xem xét là sử dụng hợp lý hơn. Hiểu nhầm lớn thứ tư mà chúng ta thường gặp nhất là chúng ta nghĩ rằng user là người đứng giữa phân xử, là trọng tài cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng mỗi một cái cảnh báo vi phạm bản quyền này là một cái yêu cầu pháp lý từ chủ sở hữu bản quyền. Cái yêu cầu này là yêu cầu bắt buộc cái nhà sáng tạo chúng ta phải thực hiện. Đồng thời cũng là yêu cầu đối với user bắt buộc phải gỡ bỏ nó đi, nếu không chính bản thân user cũng bị kiện. Cho nên là user không muốn và cũng không thể là người phân xử những cái tranh chấp này. Chỉ có tòa án mới là người duy nhất cuối cùng có thể phân định rõ cái trường hợp sử dụng của bạn là hợp lý hay là không hợp lý. Chính vì vậy cho nên là trong rất nhiều trường hợp chúng ta cho rằng là cái cách xử lý về bản quyền của user nó rất là kỳ cục. Nó gây ra rất là nhiều cái hiểu nhầm và nhà sáng tạo chúng ta thì càng ngày càng rối như tơ vò. Trên màn hình này các bạn có thể thấy cái quy trình kháng cáo về bản quyền của user. Thì khi bạn gửi kháng cáo đi, nếu mà YouTube cảm thấy không hợp lý thì người ta sẽ gửi trả lại cho bạn ngay lập tức. Còn nếu mà cái đơn kháng cáo của bạn viết một cách rõ ràng và hợp lý thì sẽ được gửi cho chủ bản quyền. YouTube chỉ đứng giữa làm trung gian, làm người vận chuyển thôi để cho chủ bản quyền xem xét. Thì nếu mà người ta đồng ý với cái kháng cáo của bạn thì người ta sẽ phải rút lại những cái gậy kia và video của bạn được khôi phục. Còn trong trường hợp không đồng ý ấy, thì chủ bản quyền có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày người ta phải làm đơn khởi kiện bạn. Xong rồi đưa cái giấy khởi kiện đó gửi cho YouTube. Trong trường hợp đó thì cảnh báo vi phạm bản quyền vẫn còn hiệu lực và cái gậy vẫn còn nguyên ở trên kênh của bạn. Hiểu nhầm lớn thứ năm ở trong thế giới của chúng ta là chúng ta thường đồn đại với nhau rằng là một khi mà đã ăn ba gậy bản quyền thì coi như là cuộc chơi kết thúc, coi như là game over. Chúng ta thường thấy rằng là có rất nhiều trường hợp ấy thì YouTube thường xử cho những cái chủ sở hữu bản quyền, những cái công ty media lớn thắng thắng kiện. Tại vì thứ nhất là người ta không muốn dính vào những cái rắc rối này. Thứ hai nữa ấy là YouTube thấy là những nhà sáng tạo cá nhân thường là không có lập luận rõ ràng, không có hiểu biết rõ ràng. Và nếu mà trong trường hợp mà người ta muốn gọi là tranh chấp ấy, thì cũng rất là khó để có thể chiến đấu thắng lại những cái công ty media lớn kia. Tuy nhiên trong nhiều năm vừa qua, trong cái quá trình hỗ trợ YouTuber trong Net BBTV thì mình thấy là nếu mà chúng ta kháng cáo đúng quy trình và kháng cáo một cách khéo léo ấy thì hoàn toàn có thể chiến thắng. Ở đây trên màn hình các bạn có thể thấy một trường hợp điển hình là mình kháng cáo cho cái kênh VV Channel và đã thắng kiện. Kinh nghiệm cho thấy là thông thường ấy thì trong rất nhiều trường hợp cái kháng cáo của bạn đã bị gửi về, đã bị YouTube trả về ngay từ bước đầu tiên, người ta thậm chí không gửi cho chủ sở hữu bản quyền. Cho nên là để mà thắng kiện ấy thì bạn phải viết bằng tiếng Anh là một này. Nếu mà bạn viết bằng tiếng Việt ấy thì những cái người xem xét cái hồ sơ của bạn ấy, người ta phải sử dụng Google dịch chẳng hạn để người ta dịch sang tiếng Anh thì nó rất là khó khăn. Thứ hai nữa là trong cái đơn kháng cáo của bạn, bạn phải đưa những cái lập luận cực kỳ rõ ràng, tại sao bạn cho rằng là cái video của bạn là sử dụng hợp lý. Thứ ba là khi kháng cáo, bạn phải đưa đầy đủ những cái thông tin mà YouTube yêu cầu trong 6 phần này, trong đó đặc biệt là những phần mà chúng ta hay quên là những phần mà xin hứa xin thề này này, tôi đồng ý với phán quyết, tôi thề rằng là những lời khai của tôi trên đây là đúng. Đây là những cái yêu cầu về mặt pháp lý mà nếu không, nếu bạn không thực hiện chính xác ấy, thì yêu cầu của bạn không bao giờ được gửi đi. Thứ tư nữa ấy, là bạn nên đưa vào trong cái kháng cáo của mình những cái bằng chứng đầy đủ, chẳng hạn như là bạn quay video như thế nào, bạn dựng video như thế nào.
thì những cái đó bạn nên đưa vào một cái link của Google Drive để cho người ta có thể xem xét một cách cẩn thận hơn. Thông qua những cái chia sẻ, những cái lập luận mà Bội Ngọc đã viết ở trên tường của mình thì chúng ta nhận thấy là Bội Ngọc cực kỳ hiểu biết, cực kỳ nắm rõ những cái quy định về bản quyền này cũng như quá trình kháng cáo của YouTube. Cho nên là chúng ta cùng cầu nguyện, cùng hy vọng rằng Bội Ngọc sẽ chiến thắng trong cái vụ tranh chấp này và khôi phục lại kênh YouTube cho mình. Đừng quên tham gia cộng đồng Việt YouTubers ở trên Facebook. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube.